Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trung đoàn tên lửa 261 tổ chức giao lưu tọa đàm Giang mãi bản hùng ca bầu trời, vinh quang đoàn Thành Loa anh hùng. Niềm vui của người dân phường 10 thành phố Vũng Tàu khi có thêm ngôi trường mầm non mới. Năm 2022, huyện Xuyên Mộc đón hơn 1,7 triệu lượt du khách, đạt doanh thu trên 3.300 tỷ đồng. Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình vì biển đảo xanh diễn ra tại huyện Côn Đảo. Nhằm ôn lại truyền thống 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tối qua tại thành phố Vũng Tàu, Trung đoàn Tên lửa 261 tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu nhân chứng lịch sử Giang mãi bản hùng ca bầu trời, vinh quang đoàn Thành Loa anh hùng. Tại chương trình tọa đàm Vang mãi bản hùng ca bầu trời, vinh quang đoàn Thành Loa anh hùng, các đại biểu đã giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Văn Thuận, nguyên sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 59, trung đoàn 261, thượng tá Trần Văn Hùng, trung đoàn trưởng trung đoàn 261, trung úy Trương Văn Ba, đại đội phó đại đội 1, tiểu đoàn 57, trung đoàn 261. Qua cuộc giao lưu trò chuyện, các đại biểu đã cùng ôn lại chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, từ đó thêm tự hào về những chiến công 12 ngày đêm oanh liệt, về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tiếp bước truyền thống đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 261 nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Ban Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 261 nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vừa là dịp để ôn lại chiến thắng hào hùng của quân và dân ta, đồng thời thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng, phân tích rõ hơn những nhân tố làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, cuộc đọ sức 12 ngày đêm trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không nói riêng, từ đó khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các thế hệ sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cống hiến cuộc đời mình cho dân tộc. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ từ hướng biển như thành phố Vũng Tàu. Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thăm tặng quà các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn với số tiền 212 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà 140 gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho thanh niên chuẩn bị tham gia nhập ngũ tại các xã phường với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tặng hàng trăm phần quà cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Xây dựng hai căn nhà nghĩa tình quân dân cho các đối tượng là gia đình chính sách, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, cựu chiến binh khó khăn về nhà ở. Chương trình ăn sáng cùng người dân được Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức theo từng quý. Và qua một năm tổ chức, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tặng quà cho 37 người dân, hỗ trợ 24 chủ phương tiện đánh bắt hải sản tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Song song đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tặng quà cho hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu cũng tích cực triển khai mô hình Nâng bước tương lai, hỗ trợ 4 học sinh đặc biệt khó khăn thêm chuyên tâm học tập với số tiền 24 triệu đồng. Riêng hai em nhỏ mồ côi cha mẹ được tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng một sổ. Ban Chỉ huy cũng tiếp tục nắm và rà soát các cái đối tượng và các cháu có gia cảnh khó khăn, tiếp tục tham mưu rồi triển khai và vận động. Đồng thời thì cũng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ cũng đóng góp một phần với cái tình thương và trách nhiệm cùng chung với xã hội rồi cùng với địa bàn và cấp ủy chính quyền các cái đoàn thể để góp phần cùng với địa phương để nâng cao được cái đời sống cũng như là cái cuộc sống của mỗi gia đình, mà đặc biệt những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bằng trách nhiệm và bằng tình cảm quân dân như cá với nước, các đơn vị quân đội thành phố Vũng Tàu luôn chung tay cùng chính quyền đoàn thể, cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, hậu phương quân đội, thế trận lòng dân. Vì vậy mà không ngừng gắn kết, bền chặt và vững chắc. Thưa quý vị, mặc dù đã có 2 trường mầm non và 20 nhóm trẻ gia đình, nhưng với số lượng học sinh tăng nhanh, trong 5 năm trở lại đây, nhiều gia đình có con trong độ tuổi mầm non ở khu vực phường 10 thành phố Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ gửi con. Nhằm khắc phục thực trạng này, cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đầu tư xây dựng thêm một ngôi trường mầm non cho phường 10. Nhờ đó, đầu học kỳ 2 của năm học 2021-2022, trường mầm non phường 10 được đưa vào sử dụng. Tọa lạc tại khu phố 3 phường 10, trường mầm non phường 10 thành phố Vũng Tàu được xây dựng từ tháng 12 năm 2018, hoàn thành vào tháng 11 năm 2021. Trường có tổng diện tích gần 4.000 m2, quy mô 20 phòng học, khu hiệu bộ. Trong đó 100% phòng học có TV, máy tính và được kết nối Internet, đáp ứng tốt nhu cầu chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Phòng chức năng cũng được trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác dạy và học. Bếp ăn nhà trường không chỉ rộng rãi mà còn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, theo quy trình bếp một chiều, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường hơn 50 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh. Có thể nói phường 10 là một phường đông dân cư với hơn 2.500 trẻ trong độ tuổi mầm non. Trước khi trường đi vào hoạt động, thì toàn phường đã có 2 trường mầm non và 20 nhóm lớp độc lập tư thục. Tuy nhiên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu gửi con của phụ huynh học sinh tại phường. Chính vì thế khi trường mầm non phường 10 được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, thì đội ngũ nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh hết sức vui mừng. Năm học 2022-2023, trường mầm non phường 10 có 54 nhân sự, trong đó 2 cán bộ quản lý, 36 giáo viên. Với đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn là 60%, đa số còn trẻ, giàu nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ và chịu khó học hỏi, nên trường nhanh đi vào ổn định và tạo được sự an tâm tin tưởng của phụ huynh học sinh. Trường có lớp học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đặc biệt là trường có trang bị cho mỗi lớp một TV to và máy tính kết nối trực tiếp Internet. Thì chính điều này đã giúp chúng tôi có nhiều cái thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động cho các bé. Về cơ sở vật chất của trường, tôi thấy tôi cũng tương đối rất là hài lòng. Thứ nhất là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Đội ngũ giáo viên ở ban giám hiệu nhà trường thì rất là lắng nghe và tạo điều kiện phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc cho trẻ. Với các bữa ăn hàng ngày thì tôi cũng có thăm dò ý kiến thì con thấy là ăn ngon, ngủ cũng ngoan. Trước đây thì con đầu tôi là phải theo học tại các trường tư nên là cái chi phí và đưa đón đi lại rất là vất vả. Hiện tại thì bé thứ hai học tại trường và cái việc đưa đón của gia đình thuận lợi. Bản thân tôi và gia đình rất là hài lòng khi con được theo học tại cái trường rất là khang trang và sạch đẹp. Các cô hiệu trưởng, ban giám hiệu và các cái cô giáo rất là quan tâm đến tâm lý trẻ em, đồ dùng học tập rất là phong phú và được theo độ tuổi của từng lớp. Có được ngôi trường mới khang trang hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mầm non phường 10 được tiếp thêm động lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện trường đang lên kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo với cách tiếp cận giáo dục hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non. Cán bộ giáo viên trong trường không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực của học sinh, giúp các em có môi trường, điều kiện phát triển toàn diện nhất. Thưa quý vị, 5 hộ dân, đoàn viên thanh niên tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ vừa được sửa chữa hệ thống điện trong nhà. Chương trình do thị đoàn Phú Mỹ phối hợp với đoàn trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2023. 5 hộ dân, gia đình đoàn viên thanh niên được hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện lưới trong nhà đợt này tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ là người dân tộc Chero có gia cảnh khó khăn. Sinh viên, giảng viên của trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đã giúp các gia đình sửa chữa thay mới đường dây điện, bóng đèn trong nhà.
Tổng kinh phí thực hiện hơn 5 triệu đồng do Thị đoàn Phú Mỹ vận động, giúp các gia đình có điều kiện đón năm mới 2023 thêm an toàn, vui vẻ hơn. Chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2023 của Thị đoàn Phú Mỹ và Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục đến tháng 2 năm 2023 với nhiều hoạt động, thăm tặng quà đoàn viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các khu nhà trọ, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trồng thêm cây xanh. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức phối hợp với Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7, tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình anh Võ Thạch Lân, ngụ tại thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, là sĩ quan dự bị thuộc tiểu đoàn 500, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình anh Võ Thạch Lân có diện tích khoảng 80m2 với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7 phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 80 triệu đồng. Số tiền còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, lực lượng dân quân xã Láng Lớn luân phiên tham gia phụ giúp gia đình để tiết giảm chi phí công lao động. Ngôi nhà hoàn thành trước thềm năm mới không chỉ giúp đỡ gia đình anh Võ Thạch Lân với bớt khó khăn, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần động viên gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức chương trình điểm nhấn năm 2022 tại trường Trung học cơ sở Châu Văn Biết. Đây là hoạt động thực hiện theo đề án nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng của địa phương năm 2022. Với chủ đề Ma túy hiểm họa của nhân loại, hơn 600 học sinh trường Trung học cơ sở Châu Văn Biết và học sinh khối lớp 5 của hai trường tiểu học trên địa bàn xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ đã tham gia các trò chơi vận động, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tình huống về ma túy trong trường học, xem các video clip phóng sự tuyên truyền về tác hại của ma túy. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến cho các em học sinh nhiều nội dung thiết thực bổ ích thông qua tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai và các tiết mục văn nghệ có nội dung tuyên truyền về tác hại hiểm họa của ma túy với cuộc sống của con người, về phòng chống ma túy. Chương trình đã giúp các em thiếu nhi trên địa bàn xã Phước Hội có điều kiện tìm hiểu thêm về tác hại của ma túy, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, luôn nói không với ma túy và cùng hành động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, một xã hội không có ma túy. Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã ra mắt câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau khu phố Hải Trung. Đây là câu lạc bộ thứ tư được thành lập trên địa bàn huyện Đất Đỏ sau 3 câu lạc bộ tại các xã, thị trấn Phước Hội, Long Tân và Đất Đỏ. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau khu phố Hải Trung ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được thành lập với 50 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên người cao tuổi. Tại lễ ra mắt Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, Hội Người Cao Tuổi huyện Đất Đỏ và Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải đã tặng quà và trao vốn ban đầu cho câu lạc bộ hoạt động. Dịp này, các thành viên câu lạc bộ cũng vận động đóng góp trao tặng 8 suất quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Theo Ban Quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc, tổng lượng khách du lịch đến Xuyên Mộc trong năm 2022 ước hơn 1,7 triệu lượt, tăng 239% so với năm 2021. Dự kiến năm nay, huyện Xuyên Mộc đón 47.269 lượt khách quốc tế, hơn 1,6 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 159% so với năm 2021. Doanh thu từ cơ sở lưu trú ước đạt 1.300 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý, các khu du lịch huyện Xuyên Mộc đạt được kết quả trên là nhờ năm nay, địa phương đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, tạo dấu ấn, thay đổi diện mạo thu hút du khách, như hoàn thành giai đoạn 1 dự án chỉnh trang công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm, đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ Hồ Tràm, khánh thành cầu ngắm biển Homestead, chỉnh trang bãi tắm công cộng Bông Trang trở thành điểm đến sạch đẹp an toàn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tích cực cùng với địa phương tổ chức nhiều sự kiện có tính thường xuyên đặc sắc như diễu hành đường phố, âm nhạc, ảo thuật dịp cuối tuần tại Tropicana Park, đại nhạc hội tại Tram Resort Hồ Tràm.
giải Quyền Anh tại tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip. Đoàn đại biểu tham dự chương trình Vì Biển Đảo Xanh năm 2022 tại Côn Đảo đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Tham dự lễ viếng có lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo và các nghệ sĩ tham gia đồng hành cùng chương trình. Tại đài tưởng niệm Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu tham dự chương trình Vì Biển Đảo Xanh năm 2022 đã dâng hương dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để đất nước có được nền hòa bình thống nhất như hôm nay. Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hàng Dương và tổ chức dâng hương tại đền thờ Côn Đảo. Đây là hoạt động tri ân về nguồn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Vì Biển Đảo Xanh do Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, chương trình Vì Biển Đảo Xanh do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch đến với Côn Đảo, nâng cao ý thức và cùng hành động để bảo vệ môi trường biển đảo. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bãi biển tại mũi lò vôi và phát túi vải cho người dân và du khách đã diễn ra sôi nổi. Bãi biển mũi lò vôi nằm ngay sau di tích nghĩa trang Hàng Keo là bãi biển đẹp nên thu hút rất đông người dân Côn Đảo cũng như khách du lịch ghé tham quan tắm biển và vui chơi giải trí. Tuy nhiên gần đây bãi biển thường xuyên hứng chịu nhiều loại rác thải từ đại dương trôi vào, cùng với đó là rác thải từ hoạt động du lịch sinh hoạt của người dân khi đến đây thải ra, ảnh hưởng tới vẻ đẹp của bãi biển cũng như môi trường sống tại Côn Đảo. Với sự chung tay của khoảng 400 người gồm học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên huyện Côn Đảo và các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, chỉ sau một giờ đồng hồ, bãi biển tại mũi lò vôi đã trở lại sự sạch đẹp vốn có. Em cảm thấy hoạt động nhặt rác hôm nay ở đây thì rất là ý nghĩa và góp phần làm cho quê hương, làm cho Côn Đảo của em nơi em sinh sống xanh sạch đẹp hơn. Hình ảnh đồng phục học sinh hòa cùng với màu áo xanh tình nguyện của lực lượng thanh niên và bộ đội đã tạo thành bức tranh truyền tải thông điệp tất cả cùng chung tay bảo vệ môi trường để biển Côn Đảo ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Theo em thấy thì thực trạng hiện tại ngày nay thì người ta xả rác rất là nhiều, thì mọi người phải cùng chung tay hòa cùng một bàn tay để cùng tạo dựng một biển đảo xanh sạch đẹp hơn nữa. Ngoài hoạt động thu gom rác thải, ban tổ chức chương trình Vì Biển Đảo Xanh còn phối hợp với huyện đoàn Côn Đảo tổ chức phát 6.500 túi vải tại chợ Côn Đảo và nghĩa trang Hàng Dương nhằm tuyên truyền vận động người dân và du khách nâng cao ý thức sử dụng vật liệu thay thế túi ni lông, đồ nhựa một lần, qua đó góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường Côn Đảo. Thì hôm nay em được bên đoàn hỗ trợ phát cho cái túi vải để bảo vệ cái môi trường, giữ cho biển đảo và giữ cho hòn đảo ngọc này thật là xinh đẹp, sạch sẽ, không có bị ô nhiễm và thải nhựa, góp phần cho cái biển đảo, môi trường của Côn Đảo càng ngày càng xanh, càng đẹp hơn. Du khách đến thật là đông. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cái môi trường này thì thật là tốt nha. Khi nhận túi này thì cô cũng mình ý thức hơn là mình không xả rác thải ra biển để làm đẹp môi trường hơn. Chương trình Vì Biển Đảo Xanh do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức kêu gọi người dân, du khách tới Côn Đảo cùng chung tay bảo vệ môi trường, cùng lan tỏa ý thức sống xanh và những hành động đẹp làm cho Côn Đảo nói riêng và biển đảo quê hương nói chung ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Tiếp nối các hoạt động nằm trong chương trình Vì Biển Đảo Xanh trên địa bàn huyện Côn Đảo, vào tối qua tại quảng trường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Thanh âm Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật Thanh âm Tổ quốc quy tụ các nghệ sĩ ca sĩ từ đất liền ra biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang Côn Đảo và du khách. Trong đó có nữ nhạc sĩ Giáng Son, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long,
ca sĩ Phan Thanh Cường, ca sĩ Hoàng Trung, ca sĩ trẻ Hà Lan. Trong khoảng thời gian 90 phút, các nghệ sĩ ca sĩ đã biểu diễn 12 tiết mục có nội dung tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, ca ngợi biển đảo quê hương đất nước. Chương trình đã mang lại những khoảnh khắc xúc động, giàu ý nghĩa, cùng không khí vui tươi phấn khởi cho đồng bào khán giả tới xem và cổ vũ. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.